Pepsi không calo, sảng khoái tô đỉnh, bùng cùng rap Việt. Lay's snack khoai tây số 1 thế giới, giòn, ngon, phiêu cùng rap Việt. Thi là tên thành của mình, nên là mình đặt nó là Nighty. Và có... tại mình đi đá banh nên da cũng đen quá, nhiều bạn đặt là thành 4D. Mình muốn về đội của anh Wowie. Trên con đường theo đuổi đam mê của mình á, thì rào cản lớn nhất của mình cũng chính là gia đình. Ba mẹ Thành cũng đã quá tuổi lao động rồi. Giữa hai thế hệ thì nó khác nhau quá, nên là họ không có hiểu được, không có hiểu được cái niềm đam mê của mình. Cho nên là mình cần phải khẳng định và cần phải quyết tâm hết mình để chứng nhận cho họ thấy niềm đam mê của mình là đúng. Yes sir. Ok, yo, đây là Nighty, do một người con đến từ Sa Đéc. Xin chào tất cả mọi người. Rap name của mình là Nighty vì mình hay viết nhạc vào ban đêm. Xong rồi Ti là tên thành của mình, nên là mình đặt nó là Nighty. Và có... tại mình đi đá banh nên da cũng đen quá, nhiều bạn đặt là thành bóng đen. Trước khi đến với rap thì mình có một đam mê đó là bóng đá. Và mình được tập huấn ở trong quỹ đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Nhưng mà lúc đó thì không đủ chiều cao và mình đã bị loại. Xong rồi sau năm đó thì mình chơi bóng chuyền nên bây giờ mình mới cao. Và cơ duyên đến với rap với mình chắc cũng có lẽ từ đó mình thất bại một lần vì bóng đá. Yo, và hiện tại mình còn là sinh viên năm cuối của trường Đại học Công nghệ Thông tin Gia Định tại thành phố Hồ Chí Minh. Yes sir. Thế mạnh ở trong rap đối với mình á, có lẽ là old school và nhạc hip hop đường phố. Có lẽ là tình cảm anh em. Những cái chủ đề mà mình viết á, thường nó bao vây quanh cuộc sống của mình hết. Các bạn theo dõi Thành, có lẽ là các bạn cũng sẽ thấy được cái con đường của Thành lớn lên trong âm nhạc và con đường của Thành lớn lên trong tương lai nữa. Và có lẽ là Thành muốn đi với rap nó cả suốt một cuộc đời cơ. Cảm ơn các bạn. Bài hát sắp tới đây thì Nighty có làm một chủ đề về tình yêu học đường. Do vì nó là một cái tình yêu mà Nighty cảm nhận nó là một cái tình yêu thần tiên nhất và nó thật với nhau nhất. Yeah, và ai cũng đã từng trải qua một cái tình yêu học đường như vậy. Trước đây thì vào năm 2017 cho đến năm nay là 2021 thì mình đã có tổng cộng 6 giải nhất và 6 giải nhì. Mình cũng đã từng thất bại ở rất là nhiều giải chứ không phải là một bước là lên mây. Nhưng mà mỗi giải thì nó cho mình mỗi kinh nghiệm khác nhau. Mình rút được kinh nghiệm, quan trọng là rút được kinh nghiệm. Thật sự thì mình không có ngại gặp những anh chị, những dàn huấn luyện viên đó. Tại vì có lẽ là con đường âm nhạc và con đường đam mê của mình nó sẽ trưởng thành theo thời gian. Và mình tin rằng họ sẽ nhận ra được điều đó. Chắc có lẽ mình muốn tạo điểm nhấn ngay tại đây. Và chương trình này nó sẽ là một cái sứ mệnh lớn nhất mà mình phải cần đi qua nó. Trên con đường theo đuổi đam mê của mình á, thì rào cản lớn nhất của mình cũng chính là gia đình. Ba mẹ Thành cũng đã quá tuổi lao động rồi. Giữa hai thế hệ thì nó khác nhau quá, nên là họ không có hiểu được, không có hiểu được cái niềm đam mê của mình. Cho nên là mình cần phải khẳng định và cần phải quyết tâm hết mình để chứng nhận cho họ thấy niềm đam mê của mình là đúng. Yes sir. Trong vòng chinh phục rap Việt, mình muốn về đội của anh Wowie. Vì mình thấy được những cái hành động, những cái ý niệm của ảnh luôn muốn cống hiến cho hip hop Việt, cho rap Việt và cho cả đất nước mình nữa, trong nghệ thuật nói riêng nữa. Ok, và cả cộng đồng của mình nói chung. Cho nên là mình rất là thích anh ấy, mình càng thích anh ấy hơn nữa. Giao mai ai được. Lời đầu tiên mà tôi muốn kể hồi xưa cũng yêu một người con gái hơi bụng mẹ chính là ưu điểm tình yêu học trò tuổi cấp 2. Nhớ em nhiều nên là tin nhắn mỗi ngày lúc nào cũng đầy trong máy. Sau một tuần về đặt hẹn hò đi dạo vậy mà chưa dám nắm tay. Rồi vài tháng lại trôi qua, hai đứa không còn xa lạ. Đợi lớp học giờ tan ra, đón em đi chơi la cà. Đạp trên chiếc Martin nữ, em ở sau là nhàn nhất. Chở em ghé mua trà sữa xong lại còn ghé kem Hàn Quốc. Chồng anh càng chất, rất là ngầu và ga lăng. Xe ôm miễn phí, chạy một ngày